kiểu kiểu như thế sẽ là có xu sướng đi họ với sấy sấy thì lúc này mình chuẩn ép rồi. Nếu mà mình xem hay xem hài của Trung Quốc ấy, thì mình sẽ thấy là từ sấy thì người ta không đọc chuẩn là sấy, người ta đọc là sấy, như kiểu học là sấy kiểu vậy, thế là sấy. Ví dụ nhá, tại ở đâu mình nói là gì? Tỉ dậy là đúng không? Thì bây giờ bạn ở đâu mình dùng từ tỉ dậy thì mình sẽ sử dụng sao? Đúng rồi, tỉ dậy ở một địa phương. Ví dụ nhá, ai mình hỏi ai đó là bạn là người nước nào mình nói sao? Tỉ dậy là người nước nào? Bạn là người ở đâu thì mình nói sao? Tỉ dậy là người nước nào? Tỉ dậy bạn là người đâu ấy, nhỉ tại hoặc là bạn ở đâu ấy, nhỉ tại địa phương hoặc nhỉ là Việt Nam, mã lì nhân rồi xin bảo là tôi là Việt Nam nhân, thì người ta sẽ hỏi là nhỉ là Việt Nam mã lì nhân là gì đấy ạ? Bạn là cái gì? Bạn là cái gì? Bạn là người ở Trung Hà ở Việt Nam. Có phải là hỏi địa phương của mình không? Hỏi mình là người Hải Phòng, người Hà Nội, người Thái Bình hay là người Sài Gòn, đúng không nào? Thì trong trường hợp như này thì mình sẽ phải trả lời là tôi là Việt Nam, nào thì nào thì đấy. Đó, mình sẽ phải trả lời là tôi là Việt Nam. Cái gì cái gì cái đấy. Đúng rồi. Trả lời nào? Trả lời tôi là người đâu? Tôi là người đâu? Nào, trả lời nào? Kiên thì trả lời đi. Tôi là Việt Nam. Rồi biết. Ví dụ bây giờ mình gặp một người Trung Quốc, Trung Quốc người ta hỏi là bạn là người Việt Nam phải không? Thì đúng rồi, tôi là người Việt Nam. Thế nhưng mà người ta cũng đang ở Việt Nam thì người ta muốn hỏi là mình là người ở đâu hoặc là mình là người Việt Nam nhưng ở chỗ nào ở Việt Nam? Thì lúc này mình phải nói là tôi là Việt Nam, Hải Phòng nhân. Cộng thêm từ Việt Nam vào, được chưa? Anh trả lời lại xem. Anh Tuyền đi. Trả lời anh là người ở Việt Nam. Hải Phòng rấn. Hải Phòng rấn. Hải Phòng không. Hải Phòng. Hải Phòng. Hải Phòng rấn. Đúng rồi. Đúng rồi nhá, ok. Hoặc là ví dụ một cái trường hợp nữa. Ví dụ mẹ bảo là con lấy cho mẹ cái ô. Mẹ ô ở đâu? Thì mình thường mình sẽ nói là xài nào, đúng không? Ở đâu? Xong bảo là ở trên nhà đây, nhưng mà trên nhà là ở góc nào? Ở bàn, ở ghế, ở tủ hay ở chỗ nào? Thì lúc này mình sẽ nói là xài sở mật tì vọng. Được chưa? Là cái chỗ nào, góc nào, vị trí nào, sở mật tì vọng. Rồi, ok. Tiếp theo là gì ạ? Chien yi là gì ạ? Chien yi là góp ý, đề xuất, kiến nghị. Góp ý, đề xuất, kiến nghị. Xin cảm ơn những cái đề xuất của bạn, đúng không? Cảm ơn sự góp ý của bạn. Đây là góp ý, đề xuất, kiến nghị. Rồi, xin mời đọc ạ. Đến anh, chị ạ. Lão sư tự mạng xí. Em nhanh sau, em nhanh chìm. Lão sư tự chiên ý. Sao rồi, sao rồi. Lão sư tự chiên ý. Lão sư. Lão sư tự chiên ý. Đúng rồi, là gì đấy ạ? Lời khuyên của thầy giáo. Đúng rồi, lời khuyên của thầy giáo, cô giáo. Tiếp nào. Chuyện đi truy sang cơ. Chuyện đi truy sang cơ. Là gì đấy ạ? Đề xuất đi học. Đề xuất đi học. Đề xuất đi học. Đúng rồi, chuyện đi sang cơ. Ví dụ như là, ví dụ chị ra ngày đấy mà một tuần trời không học. Thế em bảo là của chuyên nghiên cứu sang học. Đúng rồi, thầy chị. Hiểu quá. Tiếp theo nào. Tiếp theo. Chị hiểu sống bất chuyên nghiên. Rồi, là gì ạ? Bạn có đề xuất gì? Bạn có đề xuất gì, đúng rồi. Người khuyên nghiên cứu. Rồi, có lần khuyên gì có đề xuất gì? Nào, mình có dựng một, mình có. Mình có từ gì đấy ạ? Tiếp theo mình có từ gì ạ? Của là qua, là rồi, là đã từng. Qua rồi, đã từng. Chuy của là gì ạ? Đi qua. Đi qua hoặc là đã từng đi qua. Nha.
này có thể hiện cái một cái hành động mà nó đã xảy ra rồi, đã xảy ra trong quá khứ rồi, chưa có. Nhi chưa có Bắc Kinh mà? Trả lời nào? Chị Vinh Ngọc, nhi chưa có Bắc Kinh mà? Chưa đi. 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 我去过河内了，了，了。等等，过吧，咱们一边乐呢。那，你去过上海吗？什么？阿坚。中间。你，我没有去过。去过。过，等等，我没有去过。第三，那，你去过南方吗？南方的哪个了？ Việt Nam, Nam Phong, là Việt Nam, người Việt Nam đúng không? Việt Nam, mình chưa có Nam Phong mà. Nam Phong. Phong. Đúng rồi. Mình chưa có Hồ Chí Minh Quảng Trường mà? Mình chưa có. Mình chưa có Hồ Chí Minh Quảng Trường đâu. Hồ Chí Minh Quảng Trường là nhà lớn chứ. Nào nhá, ok, nào, bây giờ có gì đây ạ? 熊猫，熊猫啦，狗猫啦，没有，熊啦狗，你会不会有三个狗猪？那有狗喵，有狗喵，猫了喵吗？我猫，熊猫，你有个喵狗，狗，那这边，狗是谁的？狗是几只的？功夫熊猫，哎，你们海东西啊？哎，功夫班达，看功夫熊猫的，那来啥子？ Được từ của chúng mau là chứ đây chứ chứ là chỉ được cái động vật, một chỉ cổ là gì, một chỉ cổ. Ví dụ bây giờ mình nói cái cái địa phương có rất nhiều cổ, mình nói sao, mình sẽ nói sao, cái cái địa phương có rất nhiều cổ, mà chỗ này có rất nhiều chó, cái cái địa phương có rất nhiều mèo. Nào cái địa phương có rất nhiều mèo. Rồi, ở chỗ đó rất nhiều mèo. 功夫，熊猫，都是。都呀，打。打等三。等三。功夫，啊，功夫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 
啊？听过。听过。喝过。对的。喝过。喝过。喝过。喝过。喝过。听过。苦过啊，苦过了的。苦过吧。着等着，咱等苦着，苦个板，苦着了个板，行吗？摔过。说过。摔过。睡过母关啊，我母关的外头，母关的外头。好，那个明天，睡过的那个明天呀，啊，然后你就把酒喝一下，是吗？说过，吃过呢，喝过走的，啊，
滚你的地抢过喜欢你的赌过赌过喜欢过赌过了跟刚刚那做的样赌过打花赌过赌过我赌过了你俩那告你爸留下留下对打过打过得打过了都来玩你们爱过了吗你要爱过爱过人家不能说爱玩过了哎过腰啊过腰过腰过腰过腰你还过腰腰腰腰过了腰腰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 喝酒对喝酒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 喝奶加锅喝过酒喝玩喝过酒玩过喝玩过喜欢过的哎对我给你那那这样咋知道过后懂面水果学过龙，学过龙，爱吗？我的电影有关是吗？好关了，学过龙。OK， 是吗？接下来是几辆？动物，动物呀，动物，动物那的呀，动物。你喜欢什么动物那的呀？那是龙的，不奈的很呐。是什么小老弟啊？什么呀？你喜欢什么动物，小老弟？动物啊，不喜欢动物了 ，OK。再跳跳。我喜欢狗。我喜欢狗，对吗？就这样啊。我喜欢猫。猫，不会猫，猫。跳跳。我喜欢狗。喜欢狗，对吗？喜欢车。爱车。喜欢车。车。我喜欢猪，对，狗粮少一把，狗粮了的呀，狗粮，狗粮，狗粮，狗粮，狗粮，我来了，吃狗粮来，你让开个够了，狗粮撒一把，撒了，撒撒撒一把一把的呢，撒挺多的，撒么，嗯，挺，嗯，拿狗粮啊，第二遍，是吧？我喜欢猪狗。吃狗，吃狗，吃狗，冷着。好，你俩听啊，听不着什么？哈哈哈哈哈哈！那好了，你俩好，你喜欢狗还是猫啊？因为等了等我等我来。猪猪啊，猪，猫猫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 猫狗肉，哎，你看，猫不来听床。那，听谁听你听床了吗？听床了吗？听床，听床了。床，狗肉。OK， 你们来狗领队。OK， 那我就讲完这个了。听狗么子的哈？听狗呀，你喜欢什么动物？听狗，听啊。听狗，听狗，听狗，听狗，听狗，听狗。我。我喜欢狗。嗯，我喜欢狗。OK， 到对。那我这了的呀，我动物的反光动物的。动物园。园，等园要园，动物园，动物园了的呀。小图，小图，小图，海棠有动物园吗？没有。没有，没有，没有是吧？哪里有？哪里有？河内。河内。胡志明有吗？胡志明有。胡志明是。大型的动物园，大型的，对吧？大姐，大，大，大，大，河内大不大？河内大吗？大，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 很多动物呢，动物。到位，大家。鸟，你别在那边乱了，讲，走图的，我是鸟的，不能乱想。
里动物园很多。动物园里。啊，动物园很里。狗娃子牛。很多。有很多。有很多动物。东西。动物。动物，那再漂亮。去动物园。那为什么？历史读的历史没拿一张来？啊，ngày mai có thời gian chúng mình đi sở thú nhé。Ngày mai có thời gian chúng mình đi sở thú nhé. Ngày mai có thời gian chúng mình đi sở thú nhé. Ngày mai có thời gian chúng mình đi sở thú nhé. Chúng mình đi sở thú nhé. Chúng mình đi sở thú nhé. Đúng rồi, chúng mình đi sở thú nhé. Bà, 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 nhớ nhé, 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 bà, tiếp theo, tiếp theo. Trang phi.这里郊区，郊区，郊区的地，郊区的花开，郊区。比如说，我们来了，bạn tôi có một căn nhà ở ngoại thành. À ha. Đâu nhà bạn tôi ở ngoại thành đi đâu xem. Nhà bạn tôi ở ngoại thành nói sao? Nghỉ trang. Bạn tôi là tôi, bạn tôi, bạn của tôi đấy. À, của tôi là trang.吃鸡呀，吃鸡呀，安呀，鸭肉，鸭肉。哎，奶酪，你们吃鸡呢？那么捏嘞？吃鸡的母鸡是干，母鸡是干母的。干母的。干母的。đúng rồi. Rồi, ô, nhớ cẩn thận, nhớ rất cẩn thận. Nhớ mình sang họ, sang ta sang Trung Quốc, người ta hỏi anh em hỏi là người xem chơi gì mà quay ra chơi chi. Kiên nhẫn và vô phương. Nhớ chơi chi là một từ khác nha, được chưa? Nào.Tiếp theo đi ạ, cái gì đi ạ? Xin mời em dưới này. Đến dưới này anh ạ. Đến My đúng không? À đâu, đến Chí Minh không? Chuy treo, chuy quán. Là gì ạ? Đi ngoại thành chơi. Đi ngoại thành chơi, rồi. Tiếp theo, mình đến gì đi ạ? Chí. 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 Ví dụ bây giờ mình chí, chí đứng một mình nó có nghĩa là cùng. Cùng. Nán chí là gì? Nán chí. Nán chí, à? Nán chí. Nán chí là gì? Có.Không, không, không, no, no, no. Nán buồn. Chí đứng một mình nó mang nghĩa là cực. Thế thì nán chí là gì? Buồn cực. Cực kỳ. Không. Khó cực. Không. Cực lắm. Nán chí. Không. Khó. Khó. Nguyên nán thân nán. Cực lắm à. Nam cực. Nam. Bảy chí là? Cực bắc. Cực bắc. Bắc là bắc cực. Rồi chí là cực nghĩa là nó là đỉnh. Nó là đỉnh vô cùng. Đó, ví dụ như mình nói là cái gì đó chí là thể hiện rằng là cái vật đấy nó rất là vô cùng, rất là cực. Nào ví dụ nhá, nám hay là nam? Nám là nam, nam là nam, nam là nam, nam là nam, nam là khó, khó cực. Khó cực. Nào, hậu chí là gì ạ? Chí là tốt cực. Nào, hậu chí là tốt cực, vô cùng tốt, tốt.Siêu tốt kiểu đấy, không siêu tốt là trao chí. Hảo chí là nghĩa là nó mang tốc độ cao nhất. Còn nghĩa phê chán. Hơn phê chán, nó là tốc độ cao nhất. Ví dụ như là, wǒ xǐ huān jǐ lǎo. Xǐ huān, ví dụ như là, wǒ hěn xǐ huān nèi. Wǒ tài xǐ huān lǎo, wǒ fěi chǎng xǐ huān nèi. Wǒ tè biě, tè biě là đặc biệt, tè biě xǐ huān nèi. Là xǐ huān jǐ lǎo. Có một từ nữa là từ tín cốt. Từ tín cốt là trao xǐ huān. Ui, siêu thích ấy, trao.修，超爱，修溜，你你怎么溜哎？超，超就是超市的超，娘子超，对啦，ngôn ngữ của chúng mình, ngôn ngữ của người trẻ, nếu mà các cụ thì sao không biết từ超, nhá, làm gì cái gì đấy chí là thôi. Nào, tiếp theo là gì đấy ạ? Anh tuyển nào? Hảo chí lơ. Dưới ạ? Lây chí lơ. Lây chí lơ. Lây chí lơ. Mệt rồi anh.Dã man, con bị có vẻ cực kỳ mệt cực kỳ, rất là mệt vô cùng mệt đấy nha. Nhưng mà ít khi người ta sử dụng những cái từ chí này cho những cái
tâm trạng tiêu cực ít, người ta sẽ sử dụng cho những tâm trạng tích cực nhiều hơn nhá. Nào tôi cái gì đó cảm xin chữ. Nào tôi cái gì đó cảm xin chữ là có hứng thú với cái gì đấy. Hứng thú với cái gì đấy. Tôi là gì ạ? Đối với nào bây giờ mình có tôi của lại xua. Tôi của lại xua là gì ạ? Đối với tôi mà nói, tôi của lại xua. Tha sư ý cửa hứng hảo the rừng. Tôi của lại xua tha sư ý cửa. Tôi đúng rồi, đúng rồi. 对我来说，他是一个很好的人。 đối tôi mà nói anh là một người tốt. Rồi tôi, tôi của là gì? Đối với tôi. Rồi mình người ta hay có một câu là nǐ wèi shěn me zhè yàng duì wǒ zhè yàng như vậy như thế, zhè yàng là như vậy như thế. Nếu bây giờ mình nói là nǐ wèi shěn me zhè yàng duì wǒ thì là gì? Nǐ wèi shěn me zhè yàng duì wǒ zhè yàng là như vậy như thế. Đúng rồi, sao bạn lại đối với tôi như vậy? Nǐ wèi shěn me là bạn tại sao lại? Zhè yàng duì wǒ là đối với tôi như thế. Nào cảm là gì ạ? Cảm trong từ cảm xin chữ, cảm trong từ cảm thấy đấy. Cảm trong từ cảm thấy, xin chữ là hứng thú. Đúng rồi. Xin chữ là hứng thú, mấy xin chữ là gì ạ? Không hứng thú, có xin chữ. Đúng rồi.